chương 31. Dùng tiền đập chết đối thủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một phong vừa cúp điện thoại, đem hình ảnh phát tới, đang chuẩn bị mặc quần áo đâu, bỗng nhiên. Điện thoại tiếng. Huy Quy lão đệ A, à, ngươi cho ta cái kia hình ảnh không sai đi. Không sai A, à, chính là nàng. Làm sao? Không tốt ra sao? Một phong sửng sốt một chút, phát lúc trước mình xác nhận qua hình ảnh không sai a à? bên đầu điện thoại kia bó tay được tra quá hắn sao hảo tra xét đây căn bản cũng không cần tra a à? hả có ý gì không cần tra chặt chặt lão đệ ngươi đừng tìm ta mà xạo khỉ a à, ngươi không nhận ra nàng ta làm sao lại muốn nhận biết nàng sao một phong bị triệu thuấn hỏi cho mộng bức rồi nàng rất có danh tiếng nổi danh. Đương nhiên là có tên. Đây chính là năm nay vừa cuộc khởi minh tinh A. À. Ồ, phải không? Ta năm nay không có gì trên thời gian getaway chú cái này, liền thỉnh thoảng xem live sim, nhìn xong đã đi xuống. Ta nói đi. Một phong xác thực là không có thời gian. Khi lấy được hệ thống lúc trước, vì kiếm tiền, ban ngày cả ngày tại công trường bóc gạch, khuya về nhà đã sắp mệt mỏi gục xuống, tắm xong liền đi ngủ rồi, Lai đã lâu lắm không thấy rồi. Nếu không phải đã nhận được hệ thống, sợ là cuộc sống như vậy còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài đi. Đúng rồi Triệu lão ca, ngươi còn chưa cùng ta nói tên của nàng đây. Làm sao? Tiểu tử ngươi đối với nàng có ý tứ? Ta có thể cùng ngươi nói a, à, nhà đầu này lão bản nàng thật không đơn giản, ngươi nếu như nhớ quy tắc ngầm, đầy độ khó có chút lớn a, à, bất quá cũng không phải là không thể được ừ ta giúp ngươi thao tác thao tác liệu có thể tác thành xem chính ngươi rồi một phong ta nói triệu ca ta khi nào nói muốn quy tắc ngầm ta chính là để hỏi cho danh tự được chứ một phong bó tay ngạch khụ 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 là dạng này sao được rồi xin lỗi ta nhớ lại năng lực có chút mạnh mẽ triệu thuấn có chút lúng túng dừng một chút, bất quá tiểu tử ngươi đừng tìm ta nói một chút ý tưởng cũng không có a, à, không có ý nghĩ ngươi hỏi ta tên của nàng làm sao. Một phong. Ta cơ mờ nờ không có ý nghĩ. Đều ngủ đến trên một cái giường sau sẽ không có ý nghĩ. Triệu ca, ta coi như là có ý tưởng cũng không cần quy tắc ngầm đi. Giống ta loại này xoái khí đến nổ năm nhân, cần quy tắc ngầm sao. Nàng lặng ta còn tạm được. Triệu thuấn tiểu tử ngươi thật chuẩn bị truy. Cái gì gọi là truy? Nàng sau này sẽ là của ta. Một phong bá khí nói. Triệu Thuấn. Bên đầu điện thoại kia gương mặt không nói. Ngươi nha liền người ta danh tự cũng không biết, làm sao lại của ngươi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tên của nàng đây. Được đi, tùy ngươi rồi, tên gọi địch lệ nhiệt ba, ngươi vào internet lục soát một chút thì sẽ biết, người theo đuổi nàng cũng không ít đâu, còn có một bao che cho con ông chủ, sự nghiệp nằm ở bay lên kỳ, rất khó làm a. À. Không sợ, ai tranh với ta, ta dùng tiền đập chết hắn." Một phong bình tĩnh nói ra. Nghe thấy một phong lời này trong nháy mắt, Triệu Thuấn trong đầu liền xuất hiện tối hôm qua đấu giá trên tình hình, trong nháy mắt bó tay. Dùng tiền đập. Thằng này sợ là thật giỏi giang ra sự tình kiểu này đến đây đi. Liền 50 ức đều không coi vào đâu người quyết tâm dùng tiền đập người sau uy lực nhiều đến bao nhiêu nghĩ tới đây chính là triệu thuấn cũng không khỏi rùng mình một cái tuy rằng tiền không nhất định vạn năng có thể dùng tiền đập quả thật có thể đập ra một đầu hoạn lộ thênh thang nguyên bản cảm giác mình với tư cách một cái địa ốc ông chủ ở trung châu cũng là cao cấp tập đoàn đã quá có tiền có thể gặp được một phong gia hỏa này nhưng thật giống như cái gì đều thay đổi mình cơm nờ giống như là một nghèo rất mồng tơi a à ngay tại mình còn đang là một hai ức tính toán không nghĩ thời điểm, người ta đã có thể tiện tay vung ra 50 ức rồi. Căn bản liền không cùng đẳng cấp đấy. Triệu Thuấn không khỏi đối với một phong thân phận cảm thấy hứng thú lên. Tối hôm qua trong vòng có người điều tra qua, kết quả điều tra ra được kết quả trực tiếp để cho tất cả mọi người đều trợn trong mắt. Quốc gia cơ mật. Bốn chữ, nói rõ tất cả. Người này thân phận thật không đơn giản a. À. Một phong đương nhiên sẽ không nghĩ đến triệu thuấn tại ngắn phút chốc suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Càng không biết hệ thống tiện tay gây ra một cái che giấu thân phận thủ đoạn nhỏ vậy mà sẽ dẫn phát toàn bộ trung châu cấp trên vòng địa chấn. Hắn hiện ở trong đầu đang suy nghĩ đến địch lệ nhiệt ba đi. Vô luận như thế nào, chẳng cần biết nàng là ai, ngược lại sau này sẽ là ca rồi. Triệu ca, làng giải trí quy tắc ngầm rất cỡ nào. Triệu thuấn trầm mặt chốc lát, lão đệ, ta cũng không lường ngươi, đây mình tinh nhìn đến gọn gàng, bất quá bí mật lại rất khó chịu a, à. bất quá đây địch lợi nhiệt ba mây mà, vừa đến nàng mới xuất đạo, mà đến nàng lão bản kia cũng còn có chút năng lượng, mới có thể bảo vệ nàng đi. Từ, vậy ngươi giúp ta chú ý một chút, nếu như ai muốn đánh nàng chú ý, nói cho ta một tiếng. Triệu Thuấn. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 32. Trời giáng nữ nhất hào nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio một phong ý của lời này đã rất rõ ràng rồi đây là muốn gây sự tình a à. lão đệ nếu là thật có người chuẩn bị động thủ ngươi chuẩn bị làm sao giờ triệu thuấn dè đặt hỏi không phải nói sao dùng tiền đập chết hắn mấy trăm ức ta vẫn có thể lấy ra quả thực không được ta cũng chỉ có thể dùng một ít không phải chính quy thủ đoạn một phong suy nghĩ nếu như quả thực không được chỉ có thể dụng thần anh hào điểm để cho hệ thống hỗ trợ. Bất quá hiển nhiên. Triệu Thuấn nghĩ sai. Khi hắn nghe thấy một phòng có thể tiện tay điều động mấy trăm ức tiền bạc thời điểm chỉ là tiểu tiểu chấn kinh ngạc một chút, dù sao tối hôm qua hất lên 50 ức, đã thấy qua tài lực của hắn. Có thể sau đó một câu chính là để cho hắn để lại mồ hôi lạnh. Không phải chính quy thủ đoạn. Mẹ nó đây chính là không có nhiều chính quy mấy trăm ức a, à, đầy đủ để cho cả thế giới điên cuồng. Một hất ra, tuyệt đối có rất nhiều người liều mạng không nên đi cầm số tiền này. Xem ra tiểu tử này cũng là một nhân vật hung ác a, à, về sau xem ra phải để cho mấy tên kia chú ý một chút rồi. Tiểu tử này thoạt nhìn thật hòa khí, không dễ chọc a. À. Triệu Thuấn trong tâm trong nháy mắt có quyết định, chờ lát nữa nhất định phải nhắc nhở bằng hữu của mình, muôn ngàn lần không thể trêu chọc cái gia hỏa này. Chọc phải cái gia hỏa này bằng tìm chết. Thành, ngươi yên tâm, ta nghĩ sẽ không có người xuất thủ, nếu như có người xuất thủ, lai lịch không lớn ta trước tiên giúp ngươi đỡ lấy. Triệu Thuấn cũng sợ một phong bỗng nhiên phát điên, đến lúc đó dính líu coi như rộng. Mấy trăm ức đập xuống, suy nghĩ một chút đều dọa người A. À. Vậy ta trước hết đa tạ nhé. Lão đệ ngươi đây nói gì vậy, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ha 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 ha. Tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng một phong lời nói này triệu thuấn trong tâm tặc dễ chịu rồi lên mạng nhìn một chút địch lệ nhiệt ba tài liệu mộc phong cũng không khỏi có chút sửng sốt mình đây con mẹ nó vận khí tốt a à, như vậy cực phẩm em gái trên đời này cũng không nhiều mà bên kia địch lệ nhiệt ba chính là tâm loạn như ma các loại ý nghĩ đều dâng lên trong lòng với tư cách minh tinh sợ nhất chính là vết nhơ lộ ra ánh sáng làm sao bây giờ nếu như tối hôm qua người nam kia đem chuyện của mình nói ra ngoài làm sao bây giờ tuy rằng đã đem tiền trên người đều cho khi tiền ém miệng có thể nàng hay là sợ đang lúc này điện thoại di động bỗng nhiên tiếng địch lệ nhiệt ba bị sợ hết hồn hô Hồ liếc nhìn biểu hiện dãy số thấy là lão bản mình không khỏi thở phào nhẹ nhõm uy mật tỷ a nhiệt ba ngươi hiện ở nơi nào chứ a à, ta ở công ty a à, làm sao mau lại đây văn phòng một chuyến lúc trước ngươi đi khảo hạch kia bộ phim phía đầu tư đến a à. địch lệ nhiệt ba một hồi mộng bức lúc trước một bộ tương đối khá đùa giỡn nàng đi khảo hạch cái Onani gợi nhân vật mặc dù bây giờ độ ho của mình không sai có thể tưởng tượng cướp được một cái tốt nhân vật vẫn là rất khó dù sao mình là người mới ngoại trừ ông chủ ra càng là không có quan hệ gì mạng giao thiệp các loại Vừa khảo hạch hồi đó, bộ này đùa dẫn đạo diễn luôn là dùng một loại sắc mị mị ánh mắt nhìn mình, sau đó càng là trực tiếp đề xuất muốn lặng mình. Đang suy nghĩ bộ này đùa dẫn nhân vật bị lỡ đâu, không nghĩ đến bỗng nhiên người đến. Dương mịch mật văn phòng, cả người màu bạc âu phục người trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, ở trước mặt hắn chính là Dương mịch mật cùng địch lệ nhiệt ba. Nhiệt ba tiểu thư, kẻ hèn họ trần, là như vậy, trải qua công ty chúng ta tập thể thương nghị, cảm thấy ngươi tương đương phù hợp chúng ta bộ này đùa dẫn khí chất, đặc biệt quỷ thác ta cái này người đầu tư tự mình đến mời ngại gia nhập liên minh, người xem. a à, cái kia. Ta. Nghĩ đến cái kia đạo diễn, địch lệ nhiệt ba còn có chút do dự, không biết bộ này đùa dẫn đạo diễn. a à. Nga. Cái này nhiệt ba tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc trước cái kia đạo diễn bởi vì hành vi vấn đề tác phong đã bị công ty chúng ta triệt để đá ra khỏi cục rồi, bộ này đùa dẫn cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ lần này chúng ta là đặc biệt tới mời ngươi coi nữ số một cái gì nữ nữ nhất hào cái kia trần tiên sinh ngươi xác định không có lầm địch lệ nhiệt ba có chút không thể tin vào tai của mình ta khảo hạch là ona ni a ha 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 nhiệt ba tiểu thư ngươi không có nghe lầm xác thực là nữ nhất hào hơn nữa tuyệt đối không có sau lưng giao dịch nếu như có người đối với ngươi đề xuất yêu cầu quá đáng, ngươi có thể trực tiếp hướng về ta phản ánh, ta đại diện toàn quyền công ty đứng tại ngươi bên này. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Một phong lực uy hiếp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lần này địch lệ nhiệt ba mộng bức rồi. Ngay cả một bên dương mịch mật cũng mộng bức rồi. Ở nơi này là tìm đến người diễn trò hoàn toàn chính là mời Bồ Tát A. Onani biến thành nữ nhất hào không nói, mấu chốt là có mâu thuẫn, tìm người đầu tư. Hơn nữa còn đại biểu công ty đứng tại nghệ nhân bên này. Lúc nào diễn trò phúc lợi có tốt như vậy? Nhiệt Ba tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như có thể mà nói chúng ta có thể ký hợp đồng bây giờ. Tiền đóng phim 500 vạn ngươi xem coi thế nào? 500 vạn Địch lệ nhiệt ba trực tiếp kêu lên. Hiển nhiên là bị phiến này thù dọa sợ. 500 vạn, đây chính là tiền mặt nghiệp giới nhất cao một cái đẳng cấp tiền đóng phim rồi. Lúc trước mình quay phim, cao nhất tiền đóng phim cũng không có vượt qua 100 vạn a. À. Hả? Trần Tiên Sinh nghe như vậy vừa gọi, trong tâm không khỏi mấy động, lập tức cắn răng nói. Nếu mà nhiệt ba tiểu thư không hài lòng, về giá cả chúng ta còn có thể bàn lại. À, không cần. Không cần, đủ rồi. 500 vạn đủ rồi. Địch lệ nhiệt ba bị làm có chút lời nói không mạch lạc. Mà một bên dương mịch mật chính là dần dần bình tĩnh lại. Không bình thường. Hôm nay chuyện này tuyệt đối không bình thường. Cái này Trần Tiên sinh nạn cũng nhận thức là Trung Châu một cái tập đoàn lão tổng, tiến quân làng giải trí cũng chỉ là tùy ý ném ít tiền chơi đùa. Nhưng hôm nay là thế nào? mời diễn viên dĩ nhiên là người đầu tư đích thân ra tay hơn nữa cảm giác này càng giống như phải nịnh bợ không sai chính là nịnh bợ có gan cẩn thận từng ly từng tí hết sức sợ sệt cảm giác tại vẻ mặt mơ hồ trạng thái địch lệ nhiệt ba ký hợp đồng nữ nhất hào nhân vật này nhìn thấy hợp đồng ký hợp đồng hoàn thành đây trần tiên sinh không khỏi thở dài nhẹ nhõm giống như là buông xuống cái gì trách nhiệm nặng nề tự như. Một màn này bị Dương mịt mật cho chính xác bắt được. Như vậy trong tâm chắc chắn hơn rồi suy đoán của mình. Hợp đồng ký xong, đây Trần Tiên Sinh rời khỏi. Trên xe, hắn đang vẽ mặt vui vẻ gọi điện thoại. Lão Trần, thế nào? Làm xong. Lão Triệu, lần này cảm ơn nhiều ngươi rồi, bằng không ta thật mẹ nó là chết thế nào cũng không biết. Làm xong là được ta xem ngươi cũng nên quản quản thủ hạ những người đó, đừng loạn cái quái gì thế làm, bằng không ngươi lúc nào thì thật treo cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thành, ta trở về nhất định hảo hảo chỉnh đốn. Nghĩ đến chuyện lần này, hắn còn có chút sợ, nếu không phải mình tin tức kịp thời, thật cờ mờ nờ phải bị thằng ngốc kia đạo diễn hại chết. Tối hôm qua kia biến thái tiểu tử tiện tay 50 ức cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, trời biết tiểu tử này tức giận sẽ làm sao đối phó mình khỏi cần phải nói nếu như dùng mấy mươi ức một trăm ức đánh lén mình cmn công ty còn có mở hay không thật may thật may biết chào buổi sáng a à. tại triệu thuấn truyền bá xuống toàn bộ trung châu cấp trên nhân sĩ cơ bản đều biết địch lệ nhiệt ba bị người bảo đảm rồi sự tình khi biết là ai sau đó mỗi người đều không nói bao gồm cùng một phong có đụng chạm phỉ lệ tập đoàn lão tổng lý vĩnh phát trong lúc nhất thời toàn bộ trung châu đều là sợ bóng sợ gió vô số công ty công chức phát hiện, nguyên bản không có chút nào yêu thích giải trí các lão tổng toàn bộ đều bắt đầu lý giải giải trí rồi, hơn nữa thật giống như ước hẹn một dạng, từng cái từng cái tất cả đều đối với nội bộ công ty mở rộng toàn diện đại kiểm tra. Chỉ cần hành vi không đúng đắn, trực tiếp khai trừ. Thủ đoạn quả quyết, hạ thủ vừa nhanh vừa mạnh, ngoài vô số người dự liệu. Một phong lực uy hiếp khủng bố thế này. Bên kia. Địch lệ nhiệt ba vẫn còn mộng bức trong trạng thái. Nhiệt ba, ngươi gần đây có hay không nhận thức người nào a? À? A, à, nhận thức người. Không có a. À. Địch lệ nhiệt ba trong tâm tùy có chút bối rối, trong đầu lóe lên một phong bộ dạng. Ta làm sao sẽ nghĩ đến hắn? Không đúng không đúng. Nhất định là không đúng chỗ nào. Mật tỷ, ngươi đây là. Dương mịch mật sắc mặt có chút nghiêm túc nếu như ta không có đoán sai chắc có người ở phía sau bảo đảm ngươi bằng không trần hâm như vậy cái đại tập đoàn ông chủ không thể nào đến chúng ta tại đây chỉ là một cái phim truyền hình nữ nhất hào còn không đáng được hắn đi một chuyến chớ nói chi là đại biểu công ty ngươi xác định không có nhận thức cái gì người lạ không có không có địch lệ nhiệt ba trong lòng đột 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 nhảy lên tương đương khẩn trương sợ bị nhìn ra đầu mối là hắn sao trên thực tế bị dương mịt mật vừa nói như thế nàng cũng phản ứng lại mình gần đây tiếp xúc cũng chính là hắn thật chẳng lẽ là bởi vì hắn Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 34 cho lão bà gọi điện thoại nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bên kia mộc phong lại không có một chút ý thức được mình lực uy hiếp tối hôm qua 50 ức không bỏ phí ít nhất ở Trung Châu địa giới này xem như không ai dám tùy tiện trêu chọc mình. Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếng. Uy. Triệu Ca, làm sao? Ha ha ha, lão đệ a, à, ta giúp ngươi đem địch lợi nhiệt ba điện thoại riêng cho thu vào tay. Ta đi. Lợi hại ta ca. Nhanh nhanh nhanh, phát cho ta. Một phong hai mắt phát quang. 13. Đa Tạ a. À. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Cố lên a, à, ta đã đem lời thả ra, Trung Châu sẽ không có ai không có mắt trở về trêu chọc nàng. Một phong cười, như vậy cũng tốt, bằng không ta còn phải phí chút khí lực, vẫn là như vậy tốt hơn, hòa bình sao, chúng ta đều là nhiệt tình và bình người, bảo vệ hòa bình thế giới, người người đều có trách nhiệm không phải sao? Triệu Thuấn cúp điện thoại sau đó, một phong trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt giáo hoạt, nếu là mình hiện tại gọi điện thoại tới nàng sẽ như thế nào đâu. Nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng a. Nghĩ đến địch lệ nhiệt ba nhận được điện thoại mình thời điểm vẽ mặt mộng bức cùng kinh ngạc biểu tượng cảm xúc, một phong trong tâm chính là một trận vui vẻ. Ok rồi. Cơ mơ cứ làm như vậy rồi. Suy nghĩ, trên tay đã bắt đầu có động tác. U cơ ục, bí bo. Bên đầu điện thoại kia địch lệ nhiệt ba vừa bị ông chủ hỏi cho hết, vừa trở lại gian phòng của mình đâu, Điện thoại di động liền vang lên. Là một số xa lạ. Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi sửng sốt một chút. Đây là ai? Mình điện thoại riêng người biết cũng không nhiều a, à, cơ bản đều là chú thích. Chẳng lẽ là lường gạt điện thoại? Hay là nói chào hàng quảng cáo? Nhị thứ nguyên thiếu nữ lập tức liền mở rộng vô tận não động, triển khai vô số tưởng tượng. Ngay sau đó, Bí bo. Bí bo bí bo đợi hảo sau một hồi một phong cũng sắp chờ không nhịn được lúc này điện thoại mới kết nối uy bên đầu điện thoại kia truyền đến động thanh âm của người hả thật đúng là nàng một phong không khỏi cười một tiếng hát mỹ nữ ngươi là chặt chặt liền nhanh như vậy không nhận ra ta dẫu gì ta thân xử nam cũng là được ngươi cầm đi đó a à? Bên đầu điện thoại kia, Địch Lệ Nhiệt Ba sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Là ngươi?" Thanh âm ngưng trọng. "Đúng vậy a, à, nhớ lại rồi. Ngươi muốn làm gì?" "Ta toàn bộ tiền đều đang tắm thẻ kia trong, đều cho ngươi, ta không có tiền rồi." Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh khóc. Tâm lý hối hận muốn chết. "Sớm biết tối hôm qua liền không uống nhiều rượu như vậy rồi." "Hiện tại được rồi." nếu như cái người này đem chuyện của mình bạo xuất đi mình nghệ thuật cuộc đời xem như triệt để xong đời làm sao bây giờ làm sao bây giờ loại chuyện này trong vòng giải trí mặt phát sinh nhiều hơn nghệ nhân nhược điểm bị người bắt được sau đó trực tiếp chính là đủ loại bắt chẹt vơ vét tài sản hết lần này tới lần khác nghệ nhân còn không có cách nào nhân khí a những thứ này vụ nổ ra ngoài nghệ nhân đích nhân khí tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng to lớn cơ bản bằng cáo biệt làng giải trí rồi. Hậu quả quá nghiêm trọng. Coi như là bị ghiềm tác, vậy cũng chỉ có thể nắng lỗ mũi nhận. Suy nghĩ bay lượng, nhị thứ nguyên thiếu nữ đầu óc vĩnh viễn tràn đầy não động, đã không biết nhớ đi nơi nào. Ui ui ui, ai nói muốn ngươi tiền? Không được. Ta sẽ không bán rẻ của chính ta. Cùng lắm thì báo cảnh sát. Địch lệ nhiệt ba lập tức kích động. Một phong. Mẹ nó đây nơi đó cùng nơi đó a. À? Ta không nói để ngươi đi theo ta a. À? Vậy ngươi là ý gì? Không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa là ý gì? Chính là nhàm chán tìm ngươi tán gẫu một chút, thuận tiện xem cú điện thoại là này không phải có thể đánh thông. Địch Lệ Nhiệt Ba. Được rồi, liền dạng này, hảo hảo cố lên, ngươi có thể là nữ nhân của ta. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngược lại ngươi là của ta rồi một phong nói xong còn không chờ địch lệ nhiệt ba kịp phản ứng trực tiếp liền cúp điện thoại hô một phong hít sâu một hơi nhìn một chút điện thoại di động cười nói như vậy ngày hôm qua ta ta đây là thêm một cái lão bà điện thoại bên kia địch lệ nhiệt ba bị một phong làm gương mặt mộng bức xảy ra chuyện gì đây là tình huống gì cái gia hỏa này không phải vô lại vơ vét tài sản lường gạt Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Nhiệm vụ thường ngày Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một phong thức dậy đã là xế chiêu. Nhắc tới cũng đúng dịp, hắn đang chuẩn bị thức dậy đâu, bỗng nhiên nhận được hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ thường ngày Để cho một tên nhân khí mười vạn trở lên người dẫn chương trình quỳ xuống hát chinh phục. Nani Nhìn thấy nhiệm vụ này trong nháy mắt, mộc phong cả người liền triệt để bối rối đây con mẹ nó chính là cái quỷ gì nhiệm vụ để cho người dẫn chương trình quỳ xuống hát chinh phục hát ngươi mùi a à. hệ thống ta có thể đem nhiệm vụ này cự tuyệt sao có thể mộc phong vui mừng con mẹ nó đây còn tạm được nhưng mà còn không chờ hắn cao hứng hai giây nhưng lại nghe hệ thống nói nhiệm vụ thất bại túc chủ sẽ phải chịu liệt dương trừng phạt xin xác nhận phải chăng vứt bỏ nhiệm vụ một phong lần này hắn không phản đối ngay đây con mẹ nói nhất định chính là lừa bịp a à. nói cách khác nhiệm vụ này làm cũng phải làm không làm cũng phải làm đúng một phong hệ thống hèn hạ vô sĩ lại vẫn lấy làm vinh da mặt này trực tiếp để cho một phong không phản bác được mẹ vì nhị đệ liều mạng một phong cắn răng một cái. Làm. Không phải là tìm người khí mười vạn người dẫn chương trình quỳ xuống hát chinh phục sao? Không khó. Không khó. Một phong trong lòng đang không ngừng an ủi mình. Không dám chần chờ, nhiệm vụ này là có thời gian hạn chế, nếu như không làm được, mình liền xong độc tử. Liệt dương trừng phạt. Cơ mờ nờ cho dù chết cũng không thể khiến món đồ này ra vấn đề a. À? Mộc phong mau gọi mở hu di a cái sơn thượng này trên ngoài trừ lão người dẫn chương trình mộc tử ra cũng không thiếu cái khác người dẫn chương trình muốn ở chỗ này tìm ra một cái mười vạn nhân khí cũng không khó hoan nghênh một vũ thanh phong đi vào căn phòng một phong vừa vào căn phòng trong nháy mắt toàn bộ live sim giữa đều nổ là tiểu phong ca ta đi thần hào a tiểu phong ca không phải mộc tử phan sao hắn tới nơi này làm cái gì? Không biết được a, à, thần hào tâm tư ngươi đừng đoán. Ngươi đừng đoán. Thời gian có hạn, vừa vào live sim giữa, một phong trực tiếp liền dùng rèm hỏi. Ngươi dẫn chương trình, ta nghĩ để ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, có thể không? Ok, không có vấn đề. Tiểu phong ca ngươi đều lên tiếng, ta làm sao biết cự tuyệt đâu. Đây là một cái ngốc manh em gái, thấy một phong đến không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này chính là toàn bộ bình đài có tiền nhất thần hào A, lúc trước cùng tham lan tràn đại chiến kia, trực tiếp kinh hải toàn bộ website, tất cả mọi người đều đã minh bạch một phong thực lực. Hiển nhiên, cô em gái này liền muốn động tác võ thuật một hồi một phong. Nhưng mà... Một phong trực tiếp điểm kích lên con chuột. Cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam 101 cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam một trăm hai cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam một trăm ba cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam một trăm bốn vừa ra tay trực tiếp chính là bốn tổ yêu cơ màu lam rồng đã bốn trăm cái yêu cơ màu lam trực tiếp kinh hải toàn trường ta đi thật là yêu cơ màu lam. Không hổ là thần hào a, à, có tiền. Ngưu bức. Thật hâm mộ Phong ca a, à, đây mới là người qua thời gian a. À. Chính phải, chính phải. Toàn bộ Lai Sim giữa đã triệt để vỡ tổ. Một phong lại ra tay nữa, anh hào quét bốn vạn người dân tệ. Đây tuyệt đối là cái tin tức a. À. Rất nhiều người dẫn chương trình đều nhận được tin tức, nghe tiếng chạy tới. Trong nháy mắt nguyên bản 10 vạn ra mặt nhân khí, lúc này lập tức biến thành 15 vạn. Người dẫn chương trình, cố lên, ngươi muốn là làm có thể, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phải không? Phong Nguyệt Bảo bảo vẻ mặt nghi hoặc, luôn cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng. Từ không sai. Khi ngươi nói với ta nói muốn ta giúp ngươi làm sao? Ngạch. Chúng ta không nóng nảy, từ từ đi, từng bước một đến. Một phong có chút xấu hổ chỉ có thể hóa giải trình tự rồi cũng không thể trực tiếp lên bỏ tới đến một câu quỳ xuống cho ta quỳ xuống hát chinh phục mẹ nó đây nếu không bị xem như biến thái đánh chết liền kỳ quái được tiểu phong ca ngươi nói ta và đến làm ha 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 tình cảm kia tốt đúng rồi ngươi biết hát chinh phục sao biết a à, sao vậy ta có thể hay không cho ngươi điểm yêu cầu nho nhỏ hả tiểu phong ca ngươi không phải là muốn lừa ta đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta không dễ chọc nha. Phong Nguyệt Bảo Bảo nói lầm bầm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Quỳ xuống hát chinh phục. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một phong bó tay. Mẹ ép, lừa bịp hệ thống. Hiện tại nên làm sao đây? Do giữ lát nữa sau đó, một phong cắn răng một cái, kháo vì sau này tính phúc sinh hoạt làm người dẫn chương trình nơi này có một nhiệm vụ nhỏ cho chút thể diện thôi nhiệm vụ gì phong nguyệt bảo bảo vẻ mặt cảnh giác bộ dáng còn lại quần chúng tất cả đều bị bộ dáng như vậy làm cho tức cười ta biết rồi nhất định là bồi ngủ nhiệm vụ ta đi lẽ nào tối hôm nay ta phong nguyệt liền muốn thất thân ngẫu mua bánh ngọt đấy trời ạ à. Uy uy uy, các ngươi đây cũng quá coi thường phong thần phong cách đi. Lúc trước hắn chính là cùng tham lang thần hào đối với đánh tới đến, không phải là không ưa quy tắc ngầm sao? Nói cũng phải, đó chính là kháo. Không phải là muốn che nguyệt bảo bảo đi qua. Đi qua làm chi? Giặt quần áo. Phốc. Toàn trường phun. Gọi đại mỹ nữ đi qua giặt quần áo. Mẹ nó đây có thể a à? lợi hại ta ca. Có sáng tạo, cái này sáng tạo ta cho mát điểm. Mát điểm 1. Mát điểm 2. Mát điểm 3. Mát điểm 9999. Nhìn đến phòng bên trong du khách đủ loại kỳ lạ sáng tạo, một phong cũng là mộng bức rồi. Cùng những này đối với so, mình cái này thoạt nhìn cũng không tính là cái gì đi. Nhìn đến phòng bên trong những này du khách nghĩ kỳ lạ sáng tạo, phong nguyệt bảo bảo bản thân mặt trực tiếp biến thành đen. Một cái so sánh một cái hố A. À? Phong thần, nhiệm vụ của ngươi là cái gì A, à? ngươi sẽ không cũng cùng bọn họ như vậy gia súc đi. Vừa nói, phong nguyệt bảo bảo vẻ mặt vô tội nhìn đến một phong. Ngạch. Một phong một hồi, sẽ không. Ta chính là toàn thân chính khí, ra phù sa mà không nhiễm, phẩm chất cao khiết người, làm sao biết cùng những này ô yêu vương thông đồng làm bậy đâu yên tâm, yên tâm. hô. Phong Nguyệt Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, vậy Phong Thần nhiệm vụ của ngươi là? Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể quỳ gối trên cái băng đem chinh phục hát xong, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Phong Nguyệt Bảo Bảo. Toàn trường du khách. Toàn thân chính khí. Ra phù sa mà không nhiễm. Phẩm chất cao khiết. Mẹ nhà nó. Ngày ngươi mùi a. À nhiệm vụ này. chỗ nào nhìn ra phẩm chất cao khiết sao? còn ra phù sa mà không nhiễm, toàn thân chính khí. đang cụ gia ngươi a. À? một phong lời nói xong, liền thấy phong nguyệt bảo bảo đang dùng một loại ánh mắt u oán nhìn đến mình. phong thần. nguyên lai like ngươi là như vậy phong thần. một phong. trong tâm thật là căm giận. mùi đấy lão tử toàn thân chính khí đều bị hệ thống cho ô nhiễm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi. Ngươi liền nói có làm hay không đi. Không được ta tìm người khác đi rồi. Đừng á, ta làm là được. Phong Nguyệt bảo bảo cho một phong một cái cám dỗ ánh mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ lai sim giữa triệt để sôi trào. Lan hữu nhóm rối rít móc ra trường thương, chuẩn bị xem kịch vui. Một phong con mẹ nó, hệ thống, lão tử cảnh cáo ngươi, hoàn thành nhiệm vụ này nếu là không có cái gì quá tốt tưởng thưởng, ta mẹ nó cùng ngươi không xong. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến. Xin đừng uy hiếp bản hệ thống, bản hệ thống không chấp nhận uy hiếp. Ta cơ mơ nờ uy hiếp bản thân ta được không? Ta tự sát, được không? Hệ thống. Một hồi trầm mặt sau đó. Thành. Hệ thống chọn chủ, muốn muốn ăn đòn một cái thích hợp túc chủ cũng không dễ dàng hơn nữa hôm nay hệ thống cùng một phong đã hòa làm một thể nếu như một phong treo hệ thống trọng thương là tất nhiên thấy hệ thống thật bị mình bị uy hiếp một phong không khỏi sửng sốt một chút không nghĩ đến a à. mẹ nó đây chó ngáp phải rùi rồi một phong thời khắc ngay người người dẫn chương trình đã bắt đầu làm lên nhiệm vụ liền dạng này bị ngươi chinh phục hát đến cao triều Toàn bộ lai sim giữa triệt để vỡ tổ. Nhân khí tại tăng vọt. 20 vạn. 30 vạn. 40 vạn. Còn không dừng lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37. Tuyển mộ nhân thủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hống hống hống. Phong thần uy vũ. Phong nguyệt bảo bảo không nghĩ đến ngươi là như vậy ta xem trong sạch ngươi rồi phong thần xin nhận lấy đầu gối của ta quả nhiên không ngoài sở liệu thái bình công chúa chi danh ngươi đáng giá nắm giữ trên lầu anh em ngươi lời nói này quá độc ác điểm đi nhà ta tiểu nguyệt trăng sáng minh có hai bánh bao được chứ ngươi mắc mù sao sorry sorry mười phần sorry là ta mắc mù bạn thân đây ngươi đừng nóng giận vừa mới cẩn thận nhìn một chút quả thật có hai bánh bao cầm thú. Các ngươi những này cầm thú. Các ngươi những này ô yêu vương. Cơ mờ nờ có bản lãnh nói ra người dẫn chương trình ba vòng A. Nhìn thấy công bình trên không ngừng phiêu động phụ đề, một phong cũng là say. Đây lăn cuộn tốc độ, đúng là con mẹ nó nhanh A. À. Một đám cầm thú. Đương nhiên, đang chửi đồng thời một phong con mắt vẫn là mở quan sát. Chính gọi là không liếc không nhìn, nhìn mắng nữa cũng không sao bất kể nói thế nào, chúng ta đều là toàn thân chính khí, cương trực công chính, thuần khiết boi. Tích tích tích, tích tích, cảnh cáo. Cảnh cáo. Lôi điện đang đến gần. Túc chủ ngươi không biết xấu hổ trình độ đã vượt ra khỏi cực hạn, đột phá cực hạn dễ dàng bị xét đánh. Hệ thống thanh âm không hợp thời không có xuất hiện ở một phong trong đầu. Một phong bó tay. Cơ mơ lôi điện tới gần cũng có thể trắc đi ra. Không bao lâu, một hát mừng thôi tích 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 nhiệm vụ thường ngày hoàn thành thu được thần hào điểm 3. nha a dĩ nhiên là thần hào điểm không tệ không tệ một phong trên mặt không khỏi vui mừng thần hào điểm đối với mình lại nói khá quan trọng cộng thêm lúc trước mình còn thừa lại hai cái thần hào điểm năm cái thần hào điểm đã có được cùng vương bàn tử giao dịch tư cách điều khai tin tức của mình bản túc chủ một phong thần hào đẳng cấp nghèo bức cường độ thân thể hai tám người bình thường vì một tinh thần cường độ không chín người bình thường vì một thần hào điểm năm vạn giới thần hào bài danh chính, chín, 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 chín vạn giới thần hào đứng hàng vẫn như cũ lớn vô hạn xem ra đây chư thiên vạn giới thần hào vẫn là tương đối ngưu bài đó a à. ít nhất so sánh mình bây giờ ngưu bài dựa theo hệ thống lại nói, mình còn quá trẻ tuổi. Nằm ở thần hào đỉnh núi những cái kia, mỗi một cái không phải nhất giới bá chủ. Mà nằm ở top 10 thần hào, càng là ngưu bức đến nổ tồn tại, nắm giữ nhiều cái thần hào ủng hộ. Hệ thống, ngươi nói ta khi nào có thể bắt kịp bọn họ dặm. Túc chủ yên tâm, bản hệ thống là tối cường thần hào hệ thống, chính là trong hệ thống hoàn mỹ nhất tồn tại, nhất định phải yên tâm. Một phong. Được rồi, tạm thời tin. Nhiệm vụ hoàn thành, một phong thoáng bày tỏ một loại. Cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam 101. Cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam 102. Cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam 103 cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam 104. Cảm tạ một vũ thanh phong đưa cho người dẫn chương trình phong nguyệt bảo bảo yêu cơ màu lam 100 năm. Đưa lên 500 cái yêu cơ màu lam sau đó, một phong lặng lẽ rời khỏi. Ban ngày không phải là nhìn truyền trực tiếp thời điểm tốt, nhiệm vụ hoàn thành, một phong tự nhiên không hứng thú lắm. Hiện tại mình có tiền, bận biểu đây. Lúc trước không có tiền không thể làm, hiện tại hết thảy đều muốn bù lại nói không chừng khi nào liền tới một cái nhiệm vụ ẩn đâu nếu có thể kiếm lại mấy cái thần hào điểm liền tốt đẹp hơn rồi vừa thức dậy đang chuẩn bị đi làm điểm chuyện có ý nghĩa đi điện thoại không đúng lúc mà vang lên rồi uy ông chủ là ta có chuyện gì hừm công ty muốn gây dựng ta chuẩn bị tuyển mộ chọn người không biết công ty phương hướng người có muốn hay không mộc phong vừa muốn cự tuyệt đùa chúng ta một cái thần hào đi tuyển mộ nhân thủ làm lông tích 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 nhiệm vụ kích động nhiệm vụ tuyển mộ nhân thủ với tư cách một cái có lòng trách nhiệm thần hào cần phải đối với thủ hạ mình nhân viên yêu cầu nghiêm khắc tuyển mộ là trọng yếu nhất nhiệm vụ thưởng theo tình huống mà định ra nhiệm vụ trừng phạt chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, làm cái trắm thần hào. Một phong. Ok, ta đây liền cứ đến đây. Hừm, ông chủ, vậy ta ở Trung Châu Đại học lối vào chờ ngươi a. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38. Công ty lý niệm sáng tạo. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trung Châu Đại học. Lần trước tới nơi này là bởi vì chia tay sự tình ngắn ngủi thời gian mấy ngày không nghĩ đến cuộc sống của mình vậy mà phát sinh biến hóa to lớn như vậy thật dường như đã có mấy đời một dạng đương nhiên lần này tới mục đích có thể không phải là vì cảm khái vẫn là hoàn thành nhiệm vụ là chủ nghĩ đến mình khả năng lại phải có thần hào điểm nhập trướng tâm lý còn có chút nho nhỏ kích động đi giao phó ngươi sự tình làm xong sao chu tử dục dùng là là ánh mắt nhìn một phong một cái gật đầu một cái hừm không có vấn đề chúng ta liền bắt đầu tuyển mộ đi một phong trực tiếp tìm tới trung châu đại học hiệu trưởng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng chương hiệu trưởng là như vậy công ty chúng ta muốn ở lại quý chỉnh tuyển mộ mấy người trợ thủ không biết đúng hay không có thể mặc dù là câu hỏi bất quá chu tử dục lại nói ra một loại không thể nghi ngờ vị đạo một phong không khỏi gật đầu một cái không sai chính là muốn có loại này tư thế loại này khí tràn mới là chúng ta thần hào nên có a à? chương hiệu trưởng trực tiếp bị hỏi sửng sốt một chút rất nhanh phục hồi tinh thần lại công ty của các ngươi là công ty gì thực lực như thế nào ngươi cũng biết ta với tư cách trung châu đại học hiệu trưởng đối với học sinh tương lai là cần phải phụ trách nếu mà hiệu trưởng ngươi chờ một chút lời còn chưa dứt một phong trực tiếp liền đánh gãy rồi Hắn hướng phía chu tử dục chu giám đốc gật đầu một cái, ngay sau đó, chu giám đốc phất phất tay, nằm cái tráng hán đi vào. Mỗi cái tráng hán tay xếp lượng cái rương. Bát 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 bát. Từng cái từng cái vali được mở ra. Chương hiệu trưởng. Nhìn thấy trong rương đồ vật, chương hiệu trưởng trực tiếp bó tay. Ở trước mặt hắn là ngay ngắn một cái xếp hàng màu đỏ mau da da. Chương hiệu trưởng, ngươi nhìn công ty chúng ta loại thực lực này thế nào? Có thể đi. Ngạch. Chương hiệu trưởng nuốt nước miếng một cái, có chút cà lâm. Có thể. Có thể. Rồng rã 10 triệu nhân dân tệ đặt ở trước mặt, rung động này chính là tương đối lớn A. À? Mấy người cùng nhau đến thao trường. Một phong trực tiếp để cho người đưa đến rồi vài cái bàn, xung quanh thu được dòng cảnh báo, chỉ để lại một con đường. Sau đó lấy một tấm cao 4, 5 mét đại tự báo phía trên chỉ viết rồi một hàng chữ tuyển mộ yêu cầu cao tiền lương cao phúc lợi tốt công ty hảo năm vào trăm ắt không là mộng thu nhập một tháng một trăm vạn cũng có khả năng phong hoa tập đoàn chờ người đến ông chủ làm như vậy thật tốt sao chu tử dục nhìn trên bàn bày một nghìn vạn nhân dân tệ có chút không nói đây con mẹ nó sẽ không sợ bị người cho đoạt nói thật một phong thật đúng là không sợ vừa đến số tiền này đối với tự mình tới nói không tính là cái gì thứ hai thân thể của mình tố chất chính là hai tám a coi như không có chuyên môn luyện qua võ công gì nhưng loại này biến thái tố chất thân thể đủ để so sánh với trong nước mạnh nhất đặc chủng binh vương có người đến đánh cướp vừa vặn vì dân trừ hại nhìn mình ông chủ chu tử dục trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chu giám đốc a ngươi biết chúng ta phong hoa công ty lý niệm không A, à, lý niệm. Chu Tử Dục vô cùng ngạc nhiên. Công ty đều vừa mới thành lập đâu, khi nào nghe nói qua có lý độc. Đúng, lý niệm. Chúng ta phong hoa lý niệm chính là sáng tạo. Thế kỷ mới sao, chỉ có sáng tạo mới có thể làm cho công ty cường đại sao? Ngạch. Ông chủ, cái lý này niệm là khi nào ra được? Chu Tử Dục có chút lúng túng mà hỏi. Một phong. Vừa mới nghĩ đến chu tử dục trực tiếp bó tay vừa mới nghĩ đến lý niệm được rồi quả nhiên đủ tùy ý lão chu a à, công ty chúng ta lý niệm ngươi nhất định phải nhớ a à, tự giống với lần này tuyển mộ những công ty khác làm như vậy công ty chúng ta liền muốn làm như vậy sao chu tử dục lắc lắc đầu vậy thì đúng rồi sao công ty chúng ta lý niệm là sáng tạo tự nhiên cũng muốn làm đến sáng tạo công ty này tuyển mộ Ngươi xem ta đây không phải là sang tân sao? Chu Tử Dục không phản bác được. Sát vừa nghe, thật đúng là có vài phần đạo lý. Có thể con mẹ nó đây cũng quá sang tân đi. Đây chính là một nghìn vạn mau gia gia. Tiểu công tử tổng tư sản cộng lại còn chưa nhiều như vậy chứ, trực tiếp nói ra cũng không sợ bị cướp sao? Nhìn đến ông chủ, Chu Tử Dục triệt để bất đắc dĩ. Môi giới pháp, có tiền tùy hứng a. À tâm lý oán trách một hồi, liền tiếp tục công việc rồi. Ai bảo chúng ta trên quầy như vậy cái lão bản đi? Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 39 Phong hoa thực lực Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ý nghĩ đủ sáng tạo, hiệu quả tự nhiên cũng là tương đương rõ rệt. Rất nhanh, Trung Châu Đại học một công ty ngàn vạn tiền mặt tuyển mộ tin tức trực tiếp liền nổ vang Trung Hoa mặt đất. Trung Châu Đại học học sinh càng là từng cái từng cái gạo khóc mà hướng trên bãi tập sông. Nếu không phải một phong thuê mấy chục người lực lượng bảo vệ hòa bình đội, thật đúng là không ngăn được đám này điên cuồng thí sinh. Thấy chưa, đây chính là bị công ty chúng ta mị lực hấp dẫn tới thí sinh, những này về sau cũng đều là công ty chúng ta trụ cột vững vàng A. Một phong đắc ý vẫy tay, rất nhiều một bộ chỉ điểm gian sơn khí khái. Chu tử dục không phản bác được. Cái kia ông chủ. Chuyện gì? Cái này. Tốt bọn họ giống như là bị số tiền này hấp dẫn tới a, à? không phải? Không phải cái gì? Một phong trừng mắt. Ta hỏi ngươi, số tiền này là của ai? Đương nhiên là lão bản ngươi. Chu Tử Dục cười một tiếng. Vậy ta là ai? Ngạch. Ta là Phong Hoa ông chủ. Vậy những thứ này tiền chính là Phong Hoa đấy nếu số tiền này là phong hoa một phần vậy dĩ nhiên là là phong hoa mị lực một phong tay vung lên gương mặt tự tin chu tử dục nhìn mình ông chủ trong tâm bỗng nhiên ngộ ra thì ra là như vậy đây chính là ông chủ a coi tiền tài như rác rưởi chắc hẳn đây chính là phong hoa mị lực đi từ vào giờ phút này bắt đầu chu tử dục đối với một phong sùng bái giống như hoàng hà chi thủy một loại thao thao bất tuyệt tuyển mộ đại hội bắt đầu rồi. Tiền tài hiệu ứng tương đương to lớn, cơ hồ toàn trường học sinh đều hướng phía thao trường vọt tới. Rộng lớn thao trường, lại bị vây ra một loại chật chội cảm giác. Mà lúc này, trong nước các diễn đàn lớn, các đại bài viết, tất cả đều nổ. Phong hoa một học sinh chụp cái hình hiện trường, trên truyền đến trên mạng, kết quả là bị điên cuồng gửi cho. Mới bắt đầu điên cuồng là cùng Trung Châu Đại học không sai biệt lắm đẳng cấp trường học dương châu đại học kháo một nghìn vạn a à, công ty này thật có tiền một nghìn vạn cứ như vậy bày chẳng lẽ không sợ bị cướp sao đoạt đùa gì thế không thấy kia mấy chục nhân viên an ninh ở đó không đây con mẹ nó trung châu bọn họ thật tốt vận đây chuyện tốt làm sao lại không có rơi vào trên đầu ta đi chính phải chính phải chúng ta dương châu đại học cũng không yếu bao nhiêu a à đây đập nồi vốn chỉ là cùng Trung Châu Đại học không sai biệt lắm đại học, học sinh trong mắt đều là ghen tị. Có nhiều như vậy tiền bạc công ty, tương lai tương lai nhất định là có, hơn nữa đãi ngộ như vậy ưu đãi, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy chuyện tốt a. À. So sánh Trung Châu Đại học cao một cái đẳng cấp, toàn bộ hoa hạ tốt nhất nhóm kia đại học chính là có chút vị chua. Tâm lý ghen tị, ngoài miệng chính là cực kỳ khinh thường. Chỉ là một nghìn vạn cứ như vậy thằng nhà quê. Đúng vậy, muốn chúng ta lần trước tốt nghiệp đi ra sư ca chính là lương tháng triệu. Mới một nghìn vạn, giả trang cái gì bức. Nhưng mà, người nói lời này rất nhanh sẽ ngậm miệng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu tử dục đang chủ trì tuyển mộ thời điểm, một phong chính đang chơi liên quân Mobi, kết quả một cái tin tức nhảy ra, trong nháy mắt hình ảnh một thẻ. Một phong thao túng hậu nghệ quy con mẹ nó tâm lý được gọi là một cái tức giận a à? ngày đại gia ngươi căm giận mà mở ra tin tức chu đại tỷ nói chuyện thật hiện tại càng ngày càng nhiều công ty vì nhận lấy ánh mắt làm ra rất nhiều hai thiếu hành vi ví dụ như vừa mới trung châu tin tức truyền ra phong hoa công ty một nghìn vạn tiền mặt tuyển mộ một nghìn vạn rất cỡ nào không liền số liệu thống kê trong nước đỉnh phong tốt nghiệp đại học có 50% tiền lương hàng năm tại 100 vạn, nói cách khác. 10 cái đỉnh phong đại học học sinh liền có thể đem 1.000 vạn này cho phân quan rồi. Đáng giá mọi người điên cuồng như vậy. Nhìn thấy tin tức này sau đó, chúng ta phong thần nổi giận. Tin tức này con mẹ nó hại lão tử hậu nghệ quỳ không nói, còn bêu xấu. Dám nghi ngờ phong hoa thực lực. Ngay sau đó. 10 phút sau. Mười chiếc ngân hàng chắc chắn lái xe vào. Trung Châu bốn ngân hàng lớn chủ tịch ngân hàng hết thảy trình diện. Một phong cầm lấy micro. Các vị, ta là phong hoa tập đoàn ông chủ. Vừa mới ta nhìn thấy trên mạng có không ít chê công ty chúng ta ngôn luận, nói công ty chúng ta không có thực lực, một nghìn vạn quá ít. Hiện tại ta để chứng minh công ty chúng ta thực lực. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bao gồm Chu tử dục chu tử dục cũng mộng bức rồi. Quy trình bên trong không có đầu này à, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Oanh động Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bác 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 Mười chiếc chắc chắn cửa xe mở ra Các vị Ta là Trung Châu Nông nghiệp Ngân hàng Chủ tịch Ngân hàng Ta là Trung Châu Ngân hàng Chủ tịch Ngân hàng Ta là Trung Châu Xây dựng Ngân hàng Chủ tịch Ngân hàng ta là Trung Châu Ngân hàng Thương mại Chủ tịch Ngân hàng. Tứ đại Chủ tịch Ngân hàng đồng thời đứng dậy. Ứng phong hoa tập đoàn lời mời, điều động một tiên sinh trong tay mười ức tiền mặt, tham dự lần này tuyển dụng hội. Nhưng ngươi quả nhiên, phong hoa tập đoàn thực lực xa không chỉ như thế, nguyên bản một tiên sinh là muốn tập trung một trăm ức tiền mặt, bất quá chúng ta ngân hàng không có nhiều như vậy vận chuyển chiếc xe, vì vậy mà chỉ tặng rồi mười ức nhưng ta nghĩ cái này đã đủ để chứng minh phong hoa tập đoàn thực lực. Một khắc này, trong nháy mắt, toàn trường đừng lên tiếng. Hiện nay cũng đã là thời đại Internet rồi, chuyện bên này trong nháy mắt liền bị đánh thành video truyền đến trên mạng, thậm chí, trực tiếp liền live sim rồi. Toàn bộ hoa hạ trường cao đẳng đều kinh hãi. Vô số xí nghiệp ông chủ đã không biết trong lòng mắng một phong bao nhiêu lần mẹ nó đây tuyển mộ đều làm ra nhiều như vậy đa dạng người nhà sao không lên trời ơi nguyên bản đối với một nghìn vạn này bất tiết nhất cố đỉnh phong trường cao đẳng cũng toàn bộ đều oanh động một nghìn vạn không có gì coi thường chẳng thèm ngó tới hảo vậy liền mười ức một phong sách lược chỉ có một bỏ tiền phong hoa tập đoàn đầu tiên là muốn xác lập bỏ tiền giới truyền thuyết địa vị vừa ra sân nhất thiết phải lẳng lơ tự như cùng hiện tại phổ thông không cần đồn thổi lên không cần quảng cáo một tỷ tại đây ngăn lại tất cả ok thủy mộc đại học diễn đàn lúc trước bình tĩnh sinh viên hiện tại đã không còn bình tĩnh từng cái từng cái tất cả đều đang mắng mẹ ta đi đây là trung châu trăm vạn năm lương mời nhân viên trời ạ à, đây là công ty gì a à? vì sao ban đầu ta sẽ chọn thủy mộc đại học nếu mà ta đi trung châu đại học hiện tại liền có cơ hội a à? đúng vậy đi học đọc nhiều năm như vậy tốt nghiệp đi ra ngoài còn muốn mình tìm việc làm lừa bịp a à? học bá lại làm sao còn không phải bi kịch nghĩ ta triệu nhật thiên anh minh thâm nhập chỉ số iq cao hết lấy thực lực tuyệt đối thi vào thủy mộc không nghĩ đến vậy mà còn không bằng trung châu đại học làm sao loại này hảo công ty không đến trường học của chúng ta a à? thật cơ mờ nờ xui xẻo vốn là toàn bộ hoa hạ tốt nhất trường cao đẳng lại bắt đầu hâm mộ lên trung châu sinh viên đại học công ty nào tuyển mộ cơ mơ ra sân liền sắp xếp một tỷ công ty như vậy vừa nhìn chính là tặc có tiền a ra sân liền tản mát ra nồng nặc bỏ tiền khí tức tại loại này tập đoàn công tác ngày sau tiền đồ nhất định rộng lớn nhưng bây giờ những này toàn quốc đứng đầu nhất học bá lại chỉ có thể nhìn có thể xem không thể chạm nhất định chính là tự ngược a toàn bộ trường cao đẳng giới oanh động. Mười ức hiện dẫn phát oanh động to lớn. Mà bên kia, Trung Châu mỗi cái tập đoàn lại biểu hiện ra tương đối thái độ. Đầu tiên là là Triệu Thuấn. Với tư cách địa ốc ông chủ, Triệu Thuấn ở Trung Châu cũng là nhân vật số một, hơn nữa còn là tương đương ngưu bài nhân vật số một, là toàn bộ Trung Châu địa ốc nghề nghiệp lão đại. Triệu Thuấn đầu tiên đứng ra lên tiếng, phong hoa tập đoàn cùng ta vĩnh nghiệp tập đoàn là tương đối tốt anh em xí nghiệp về sau nếu như ai dám tìm phong hoa tập đoàn phiền toái đó chính là cùng ta triệu thuấn gây khó dễ lời nói vừa ra lực đạo không thể bảo là không lớn với tư cách trung châu địa ốc ông chủ có thể nói triệu thuấn chính là một cái cắt đất phong vương tồn tại coi như là thị trưởng cũng không dám khinh thường hắn lời vừa nói ra trong nháy mắt để cho một chút chuẩn bị hãm hại phong hoa tập đoàn hạng giá áo túi cơm nằm miệng. Cũng trong lúc đó, Trung Châu các xí nghiệp lớn tất cả đều đối với phong hoa tập đoàn biểu hiện ra hữu hảo thái độ. Một ngày này, mỗi cái tập đoàn CEO đều tương đương không nói, nguyên bản thường xuyên mặc kệ chuyện các cổ đông từng cái từng cái tất cả đều gọi điện thoại, nội dung điện thoại tiết lộ ra ngoài chỉ có một nghĩa là giao hảo phong hoa tập đoàn. Ngay sau đó liền xuất hiện một màn quỷ dị, toàn bộ Trung Châu trước 30 xí nghiệp mạnh, ít nhất có 20 cái đối với phong hoa tập đoàn biểu đạt ra có lòng tốt, mặt khác 10 cái cũng là trung lập, không có phân nửa căm thù, mà làm người ta giật mình chính là, cùng một phong có đụng chạm Lý Vĩnh Phát, Felix tập đoàn, vậy mà cũng đúng phong hoa tập đoàn biểu đạt ra có lòng tốt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.